Sáng ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án tham nhũng chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ. Đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao các đồng chí phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao, các kiểm sát viên làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ. Đại diện lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân Hà Nội, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học kiểm sát Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến nối điểm cầu viện kiểm sát nhân dân tối cao tới các điểm cầu là viện kiểm sát nhân dân các cấp và viện kiểm sát quân sự các cấp. Theo báo cáo, với sự chỉ đạo quyết liệt của ban cán sự đảng, lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong những năm qua, viện kiểm sát nhân dân các cấp đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đột phá, nâng cao vai trò trách nhiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc áp dụng các biện pháp tố tụng trong đấu tranh làm rõ hành vi, xác định tội danh, thu hồi tài sản tham nhũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong đấu tranh xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ. Đồng thời phát huy vị thế, vai trò là cơ quan trung tâm kết nối các hoạt động tố tụng, tập trung phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ nghiêm trọng, phức tạp do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, tạo hiệu ứng tích cực củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng với các cơ quan tư pháp trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Kết quả ghi nhận được, từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2020, toàn ngành thụ lý được 1.525 tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ. Ban hành 1.411 văn bản yêu cầu xác minh giải quyết, đạt 93% tổng số án thụ lý. Viện Kiểm sát các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết 1.403 tin, đạt 92% trong số đó đã phát hiện và xử lý nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp chưa từng có trong lịch sử nền tư pháp việt nam điển hình như vụ án đinh la thăng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vụ án trần việt tân bùi văn thành phan văn anh vũ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vụ án nguyễn bắc son trương minh tuấn tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo vụ pháp chế và khoa học vụ 14 giải đáp những khó khăn vướng mắc trong công tác thực tiễn tại địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, tham nhũng đang là một trong những vấn đề bức xúc nhất đối với nước ta hiện nay, đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn là một thách thức đối với Đảng và chế độ. Do vậy, Công tác phát hiện, khởi tố, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật tội phạm về tham nhũng, chức vụ luôn là một trong những công việc trọng tâm của ngành kiểm sát nhân dân. Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu viện kiểm sát nhân dân các cấp cần tập trung triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chức vụ. Thường xuyên báo cáo xin ý kiến ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, cấp ủy Đảng về chủ trương, đường lối, biện pháp xử lý những khó khăn vướng mắc Quan điểm khác trong quá trình giải quyết vụ án, lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân các cấp cần tiếp tục lựa chọn, bổ nhiệm, điều động cán bộ công tác tại đơn vị giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế, biệt phái kiểm sát viên cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử cấp sơ thẩm, luôn chủ động và giữ vai trò trách nhiệm chính là điểm tựa vững chắc cho kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử án tham nhũng chức vụ. Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng và các cơ quan có liên quan, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn và lý luận phổ biến trong toàn đơn vị và toàn ngành kiểm sát nhân dân.